Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tai Mắt. Mình là Như Quỳnh và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề, đó là LG G7 ThinQ và nguy cơ trở thành chiếc điện thoại dễ bị ghét nhất. Sau một thời gian dài lỡ hẹn và chìm trong nhiều tin đồn không mấy lọt tai, thì chiếc flagship G7 của LG vẫn sẽ được ra mắt. Về cơ bản thì cái tên G7 vẫn sẽ được giữ lại thay vì tin đồn là bị khai trừ như là trong thời điểm những ngày đầu năm nay. Chỉ khác là công ty Hàn Quốc sẽ thêm vào vài thứ mà họ cho là thú vị để mà khẳng định sự khác biệt của mình so với phần còn lại của thế giới di động. Tuy nhiên, cộng đồng người dùng có hiểu được điều đó hay là không thì lại là một câu chuyện rất là khác. Và dù tỏ ra là rất kín tiếng trong 2 tháng đầu năm, thậm chí là còn bị dính đến tin đồn là khai tử như đã đề cập ở trên. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì những thông số kỹ thuật cơ bản nhất của chiếc G7 thực tế đã được lộ diện gần như là hoàn toàn. Đặc biệt là thông qua những hình ảnh đồ họa báo chí từ chính nội bộ LG được tiết lộ cũng đã giúp cho chúng ta có được một cái nhìn tổng quan nhất mà thiết bị sẽ có được khi ra mắt chính thức. Và khá đáng tiếc là dù được LG đánh tiếng ít nhiều về việc là sẽ thay đổi để mà tồn tại mạnh mẽ trên thị trường, nhưng mà phần đông người dùng, đặc biệt là giới chuyên gia lại đang đánh giá rất thấp những thay đổi này của LG. Với những thông tin chính thức về G7 thì người ta đang lo ngại về một LG đã mất chất và không còn tạo được giá trị riêng cho mình nữa. Lý do chính để người ta có những cái cơ sở đi đến kết luận như vậy chính là những gì rõ ràng nhất mà chiếc điện thoại này thể hiện qua dáng vẻ bên ngoài. LG từng được biết như là một công ty rất sáng tạo, có chỗ đứng riêng và từng khẳng định được sự khác biệt rất lớn trên thị trường. Dòng G series từng được coi như là một tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất sự sáng tạo đó, nhưng mà nó không đúng cho chiếc G7 khi mà mẫu điện thoại này lại có một đặc điểm rất dễ gây ức chế hiện nay, đó là chiếc tai thỏ. Tai thỏ thực sự không phải là một thứ khiến phần đông người dùng chúng ta có thể mê được. Những mẫu điện thoại có tai thỏ hiện nay thực tế chỉ đang cố gắng theo trend mà chiếc điện thoại có tai thỏ nổi tiếng nhất được phát hành đã tạo ra là chiếc iPhone X nghìn đô của Apple mà thôi. Đối với không ít người dùng thì tai thỏ thực sự gây khó chịu khi mà tự nhiên biến một cái màn hình chuẩn thành một thứ khuyết tật. Và rõ ràng với vị thế về sáng tạo cũng như là giá trị thiết kế riêng đã có được thì LG hoàn toàn có thể rời xa khỏi cái trào lưu ngớ ngẩn này. Nhưng cuối cùng họ lại đầu hàng và đi theo xu hướng trên. Và thậm chí người ta cũng có lý do để mà nghi ngờ công ty Hàn Quốc làm chiếc tai thỏ cho chiếc điện thoại của mình chỉ đơn thuần là để chạy theo số đông một cách thiếu ý thức. Bởi thực tế dù có tai thỏ thì phần dưới màn hình vẫn có viền tương đối là dày và không hẳn đã được tối ưu linh kiện một cách hết mức có thể như là chiếc iPhone 10. Nên đó chính là thứ đầu tiên khiến cho LG mất đi một lượng không nhỏ fan hâm mộ trung thành của mình. Vấn đề thứ hai với chiếc G7 ThinQ chính là nằm ở cái tên của nó. ThinQ cho đến bây giờ thực sự vẫn là một cái khái niệm khá là mơ hồ. Ý tưởng của LG về ThinQ chính là việc là muốn tạo ra một cái hệ sinh thái đồng nhất cho tất cả thiết bị gia dụng thông minh của họ, từ tủ lạnh nè, TV, máy giặt vân vân và giờ là điện thoại. Với điểm chung chính là việc tích hợp trợ lý ảo AI do công ty tự phát triển. Về khía cạnh này thì cái tên ThinQ của LG sẽ có một cái đường lối tương đồng như là Bixby của Samsung, và thậm chí là LG còn đi theo luôn cả người đồng hương của mình bằng cách là tích hợp nút riêng gọi trợ lý ảo cho chiếc G7, giống như là chiếc nút chuyên dụng cho Bixby trên các mẫu Galaxy cao cấp. Tuy nhiên, liệu điều này có tỏ ra thực sự có ích cho người dùng hay là không? Khi mà những chiếc điện thoại có nút gọi của Bixby của Samsung thực tế đều chỉ là một thứ lạnh cảnh là chính mà thôi, và nó cũng mang nặng tính quảng cáo hơn là tác dụng thực sự. Bởi đến chính Bixby đến bây giờ vẫn là một sản phẩm chưa hoàn thiện và khó mà có thể so sánh nó với những trợ lý ảo chuyên nghiệp khác có được lượng dữ liệu khổng lồ như là Microsoft Cortana hay là Google Assistant hay là Amazon Alexa và cả Apple Siri. Vậy nên với cái tên ThinQ và nút gọi trợ lý ảo trên G7 thì LG thực tế đang đặt cược vào một cái canh bạc với tỷ lệ xịt là quá lớn, khi mà sẽ khá dễ dàng cho người dùng, đặc biệt là các anti fan sẽ được dịp chê bai và coi đây là một chiêu làm màu không cần thiết. Nói tóm lại thì LG G7 ThinQ dường như đã đi ngược lại với triết lý từ trước đến nay của công ty. Với G7 thì LG đã không còn cho thấy họ có thể là một tượng đài riêng về những sáng tạo của riêng họ, mà thay vào đó lại cho thấy một LG đang vắt chân lên cổ mà chạy theo trend một cách vội vã, mà không ít yếu tố trong đó đều đang cho thấy sự thiếu tính toán của họ. Tuy nhiên, cơ hội thành công của G7 không phải là không có đâu, nhưng LG cũng sẽ cần làm nhiều hơn để mà thuyết phục người dùng rằng những thứ họ làm ra với chiếc điện thoại này không phải là không đáng giá, hoặc ít nhất một mức giá tốt bất ngờ cũng sẽ là một yếu tố để cho người dùng bỏ qua những ấn tượng không mấy tốt đẹp ban đầu về mẫu máy này để mà lựa chọn nó. Dù sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của Tai Mắt. Còn các bạn khán giả của Tai Mắt thì sao? Các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại comment, chúng mình cùng nhau bàn luận trao đổi nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tai Mắt. Bye bye.